thành viên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chào đón và mong muốn hợp tác với các ứng viên năng động cung ứng dịch vụ hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Việt Nam say the subsidiary of Vietnam Airlines Corporation. The subsidiary of Vietnam Airlines Corporation. Would like to welcome all the dynamic candidates. All the dynamics and enthusiasms. Okay. Trong việc cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động hàng không. In providing what? Services to meet the requirements of aviation development.